Dép nam Adidas White Dot. Thông số dép được in trong phần đế. Bên mình có sai từ số 6, 7, 8, 9, 10, 11 nha. Tương đương từ 39 cho tới 46. Đây là thị thực. Shop của mình là shop Thành Đường, nằm ở địa chỉ quốc lộ 30 nha, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nằm ở mặt tiền chính đường quốc lộ, ngay trung tâm chợ, chợ Trần Quốc Toản, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, gần trung đoàn bộ binh E9 và trung đoàn bộ binh 320. Shop mình rất dễ tìm. Cái nhà lầu 3 tấm màu trắng xám, nằm đường quốc lộ, không nằm trong hẻm trong hốc nào hết nha. Shop rất dễ tìm, nằm ở ngay góc ngã tư. Nhà lầu 3 tấm màu trắng xám. Địa chỉ của shop là 1361 đường quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là màu mới nhất của năm nay của Adidas, màu đen vàng đồng. Hàng này có hai loại, hàng chính hãng là 610.000, hàng rep 11 là 279.000. Khách thích mẫu nào thì liên hệ mình 0907 463131. Mình sẽ giao đúng cái mặt hàng và đúng size mà khách yêu cầu.